Cụ thể, theo dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP vừa được Quốc hội thông qua, thì đối với những dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện từ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Đồng thời quy định rõ tại khoản 5 và khoản 6, điều 101, các trường hợp chuyển tiếp đối với dự án BT đã và đang triển khai thực hiện trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, bổ sung điểm điều khoản về việc dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT, bổ sung quy định. Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Trước khi luật được thông qua, một số ý kiến đề nghị không quy định dự án áp dụng loại hợp đồng BT vào trong luật này vì không đúng bản chất hợp tác công tư. Theo lý giải của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, đại biểu Quốc hội đề nghị dừng triển khai mới loại hợp đồng BT vì cho rằng thời gian qua dự án BT đã để lại nhiều hệ lụy, dư luận không tốt. Có tình trạng mua công trình giá đắt và đổi lại đất đai và tài sản công với giá rẻ gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.